Sáng ngày 5 tháng 12, đoàn liên ngành của thành phố kiểm tra công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ của quận. Đồng chí Trần Quốc Trinh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn về phía quận có đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận, đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, tham dự có lãnh đạo phòng y tế, trung tâm y tế quận, ban chỉ huy quân sự quận. Qua kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 của quận được chuẩn bị chu đáo, các phòng khám được sắp xếp đúng hướng dẫn, sạch sẽ, đầy đủ trang thiết bị cần thiết, những công dân lên khám được quản lý tốt. Ngay đầu giờ sáng, số công dân khám sức khỏe rất đông, tạo không khí phấn khởi trong ngày khám tuyển đồng chí trần quốc trinh phó giám đốc sở y tế thành phố và các thành viên trong đoàn đề nghị quận tiếp tục quan tâm đảm bảo trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ tổ chức khám sức khỏe đảm bảo khách quan chính xác tránh việc bù đổi công dân nhập ngũ do nguyên nhân khám sức khỏe với những công dân không chấp hành quy định khám tuyển thiết lập đầy đủ văn bản xử lý theo quy định của pháp luật cùng với đó quan tâm theo dõi di biến động và quản lý chặt chẽ công dân đủ sức khỏe nhập ngũ đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của đoàn liên ngành thành phố. Quận sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 đảm bảo chất lượng.